Xin chào các bạn, cái tính năng Apple CarPlay đang ngày càng phổ biến trên hầu hết tất cả những chiếc xe ô tô rồi. Và nó có phổ biến ở cái loại đó là kết nối khi mà chúng ta cắm dây từ xe vào điện thoại. Tuy nhiên còn một cái loại khác nữa đó chính là kết nối không dây. Và cái loại hình kết nối không dây này hiện nay tại thị trường Việt Nam duy nhất chỉ có thương hiệu BMW có trang bị sẵn trên những cái chiếc xe bán ra từ năm 2021. Và hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cái sự khác biệt ở giữa kết nối không dây và có dây là như thế nào. Và trong cái clip ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn cái mức độ tiện lợi của kết nối Apple CarPlay không dây. Và mình cũng xin nói luôn từ đầu rằng đây là cái kết nối không dây và nó khác với khi mà chúng ta kết nối không dây bằng Bluetooth. Ok, đầu tiên nhất đó chính là cái mức độ tiện lợi. Thì giống như mình ở bên ngoài và mình vào cái chiếc xe của mình thì cái điện thoại nó vẫn đang nằm ở trong túi. Bây giờ mình sẽ nổ máy xe lên. Rồi, mình sẽ đếm 1, 2, 3. Chỉ cần 3 giây thôi, ngay như vừa mới đây xong là chỉ cần 3 giây thôi thì cái hệ thống nó đã bắt được kết nối với cái điện thoại của mình và nó sẵn sàng cho mình sử dụng cái giao diện Apple CarPlay. Nếu như mà so với một cái kết nối khác á, chúng ta phải cắm dây ABC các thứ rồi chọn connect, chọn kết nối thì nó mới hiển thị được cái màn hình Apple CarPlay. Còn đối với cái hệ thống không dây như trên xe BMW đây mình vừa mới demo, nó chỉ cần mất 3 giây sau khi, hoặc là hơn 3 giây chút xíu sau khi chúng ta khởi động là nó đã tự động kết nối với nhau. Tất nhiên là mình phải có một lần kết nối ban đầu. Đó là cái tiện ích mà mình thấy rằng nó giá trị nhất. Chúng ta không cần quan tâm đến cái điện thoại, nó vẫn nằm ở trong túi, cũng như là cái chìa khóa cũng nằm ở trong túi. Ra xe, để máy, sử dụng. Và đây là cái giao diện Apple CarPlay nè. Cái phần tiếp theo mà mình muốn chia sẻ với các bạn á, đó chính là cái sự khác biệt giữa kết nối Apple CarPlay không dây và cái kết nối Bluetooth. Tại sao mình lại nói cái vấn đề này? Đó là vì với những anh em quan tâm đến mặt âm thanh, thật ra mình cũng là một người trong cái nhóm đó. Mình rất là quan tâm đến cái chất lượng âm thanh, âm nhạc khi mà chúng ta nghe nhạc ở trên xe ô tô. Kết nối Apple CarPlay không dây này, nó không chỉ sử dụng Bluetooth để giữ kết nối mà nó còn là một cái chuẩn wireless, giống như là cái chuẩn Wi-Fi của chúng ta vậy. Mà nếu như mà cái chuẩn Wi-Fi này thì nó sẽ khác biệt cái gì? Đó chính là băng thông tốc độ cao. Băng thông tốc độ cao không những là nó cho phép truyền tải tập tin với cái tốc độ nhanh mà nó còn đưa cho cái chất lượng âm thanh ở cái mức tuyệt vời nhất. Nếu như mà chúng ta so sánh cái wireless Wi-Fi bây giờ chẳng hạn ở chuẩn mới thì nó sẽ có cái băng thông có khi còn hơn so với là dây điện thông thường, so với những cái dây cáp thông thường nữa. Chính vì vậy cái phần stream nhạc từ điện thoại lên chiếc xe nó giữ được cái chất lượng âm thanh thật sự là rất là tuyệt vời. Các bạn có thể đang nhìn thấy ở trên cái màn hình của mình cái phần Wi-Fi nó đang kết nối với cái chiếc xe này, và cái chiếc xe này đây là cái mã và nó hiện CarPlay. Thì nhưng mà đồng thời nó vẫn có kết nối Bluetooth nữa. Đó, nó là hai cái chuẩn riêng, hai cái chuẩn chung. Và mình cũng xin phép không nói sâu về cái phần kỹ thuật tại sao phải là hai cái và mỗi cái nó có chức năng như thế nào. Tuy nhiên mình chỉ chia sẻ ngắn gọn rằng cái kết nối wireless hay là cái kết nối Wi-Fi này nó cho phép truyền tải tập tin dữ liệu với cái tốc độ cao, và những cái tập tin âm thanh nó được stream với cái chất lượng nguyên bản nhất từ cái điện thoại mình đưa lên. Tất nhiên là nó phụ thuộc vào cái phần mềm chơi nhạc của bạn nó như thế nào. Đó, còn ví dụ như bạn nghe một cái bản nhạc chất lượng kém thì ngay từ gốc nó kém rồi thì không thể nào đòi hỏi lên xe nó hay được. Còn như ở đây thì mình sẽ dùng Apple Music và đa số nó đều là chất lượng cao, và mình vẫn có thể điều khiển bằng giọng nói, mình có thể dùng Siri để mình mở nhạc. Ok, đó là hai cái mà mình cảm thấy nó giá trị nhất và đặc biệt nhất mà những chiếc xe khác không có được hiện tại ở cái thời điểm hiện tại ở Việt Nam thôi. Còn đối với những cái thương hiệu ví dụ như là Mercedes-Benz, đối với những chiếc xe A-Class năm 2018 giao diện MBUX mới á, cũng đã có hỗ trợ Apple CarPlay không dây rồi, hoặc là Android Auto không dây nữa. Tuy nhiên những cái chiếc xe mà bán tại thị trường Việt Nam á, hiện tại là chưa có bất kỳ một cái thương hiệu nào mà có hết. Còn một số ít những cái head unit mà chúng ta mua bên ngoài, giống như là của Sony này, giống như của Pioneer á, thì mình chưa có trải nghiệm sâu. Mình chưa có trải nghiệm sâu về cái phần âm thanh, nhưng mà cơ bản về cái phần kết nối không dây thì nó cũng đạt được cái mức độ tiện lợi rồi. Tuy nhiên cái số lượng đó nó rất là ít và cái chi phí nâng cấp những cái head unit đó cũng không hề rẻ.
toàn là 700 đô, 800 đô chưa bao gồm phí lắp đặt nữa. Thì nó rất là cao. Ok, mình không có khen nữa mà bây giờ mình sẽ nói với các bạn cái điểm hạn chế của cái kết nối Apple CarPlay không dây ngay như đối với cái chiếc xe này thôi. Tại vì thật ra không có nhiều xe để trải nghiệm. Cái thứ nhất đó là cái chi phí thì không phải nói rồi. Những chiếc xe BMW mua đã đắt rồi. Mà nếu mà xe nào không có, nâng cấp cái hệ thống này cũng phải mất 30 triệu. Nhưng mà việc nâng cấp thì dễ, chỉ cần có 30 triệu là ok. Cái điểm thứ hai đó chính là cái mức độ phản hồi nó chậm. Nói nhanh luôn. Mặc dù là nó truyền tải băng thông tốc độ cao, mặc dù ABC, XYZ tất cả các thứ, nhưng mà nó vẫn không nhanh. Thì mình cũng không dám khẳng định rằng do kết nối không dây nó không nhanh, hay là do cái hệ thống máy tính ở đây nó xử lý không nhanh, hay là do cái ứng dụng Apple CarPlay nó không nhanh. Mình không khẳng định cái gì hết, mà đây chỉ là cái trải nghiệm tức thời, ngay tức thì. Thì như cái chiếc xe này, nó xài cái ID4, cái head unit nó chỉ có 2 GB thôi. Thì nó hơi delay một chút xíu. Ví dụ như mỗi khi mà bạn chuyển bài hát á, hoặc là mỗi khi mà bạn nhấn trên map để bạn tìm đường á, thì nó sẽ hơi delay 1-2 giây gì đó, một chút xíu. Còn như cái chiếc xe mà mình đang sử dụng á, là cái head unit của cái đời 2017 hay là 2018 á, xin lỗi mình nhớ không rõ, nhưng mà nó là có 4 GB. Thì cái tốc độ phản hồi phải nói là nó nhanh gấp đôi luôn. Gần như là mình không nhận ra được cái sự delay đó. Nhưng mà chắc chắn là nó vẫn có delay. Và cũng xin nói thêm, cái này là delay là mình nói hạn chế chung thôi, chứ mình không so sánh với cái kết nối có dây nha. Kết nối có dây vẫn delay, vẫn lắc như bình thường. Đó, chỉ là cái trải nghiệm nó chưa được smooth hẳn, giống như là mình xài trên máy tính, giống như là mình xài trên điện thoại thôi. Thì đó là cái điểm hạn chế. Còn ngoài ra thì thật sự là không còn gì để chê hết. Rất là tuyệt vời. Đây là cái kết nối mà đã có khoảng 6 năm nay rồi. Và cho đến hiện tại mình vẫn chưa thấy có một cái giải pháp kết nối nào tốt hơn, vừa tiện lợi mà lại vừa có cái chất lượng âm thanh cao. Cái âm thanh là cái đặc biệt đáng chú ý. Rồi, mình chỉ chia sẻ ngắn với các bạn về hai cái điểm đó trên Apple CarPlay không dây của xe BMW thôi. Và nếu như anh em sử dụng Apple CarPlay hay những cái ứng dụng tương tự như vậy thì mời anh em chia sẻ thêm. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.